Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top 5 Lạ Kỳ. Như các bạn đã biết, lễ hội là một phần không thể thiếu trong văn hóa của bất kỳ quốc gia nào. Không những thế, nó còn góp phần quan trọng trong việc tạo nên nét đặc sắc riêng cho từng nền văn hóa. Bên cạnh những lễ hội mang màu sắc trang nghiêm, thành kính hay vui vẻ nhộn nhịp, lại có những lễ hội vô cùng kỳ quái, quái oăm hay rùng rợn kinh dị. Hôm nay, hãy cùng Top 5 Lạ Kỳ đến với Top 5 lễ hội kỳ quặc và kinh dị nhất thế giới. Lễ hội vác vợ chạy thi, Phần Lan. Nếu tôi nhớ không nhầm thì có một câu nói như sau: kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt u sầu, để vợ lên đầu thì trường sinh bất lão. Và nếu anh em con trai nào muốn được trường sinh bất lão thì hãy đến với thị trấn nhỏ Solka Javi ở Phần Lan. Những người dân ở đây từ lâu đã có một lễ hội rất thú vị. Đến với lễ hội này, người đàn ông sẽ vác vợ trên vai và chạy trên quãng đường 253,5m, vốn đã được bố trí sẵn rất nhiều chướng ngại vật. Cặp đôi nhanh nhất, châu bò nhất, hài hước nhất và ăn mặc đẹp nhất sẽ là người giành chiến thắng. Phần thưởng dành cho cặp vợ chồng chiến thắng sẽ là số bia bằng với cân nặng của người vợ. Dám cá là chị vợ sẽ uống hết số bia này. Vì sao á? Vì anh chồng đang bận thở. Lễ hội nhảy qua em bé, Tây Ban Nha. Trong suốt 400 năm qua, cứ đến tháng 5 hoặc tháng 6, một người đàn ông ăn mặc như ma quỷ sẽ nhảy qua các em bé của thị trấn Castillo de Murcia nằm ở miền Tây Bắc của Tây Ban Nha. Người dân ở đây tin rằng các em bé sẽ được rửa sạch mọi tội lỗi và bảo vệ khỏi những linh hồn ma quỷ cũng như bệnh tật nếu được người đàn ông này nhảy qua. Vì vậy, tất cả các em bé được sinh ra trong 12 tháng trước đó sẽ được đặt lên các tấm nệm ở khắp thị trấn để chào đón lễ hội nhảy qua em bé khi đến ngày Corpus Christi. Điểm khiến lễ hội này có phần nguy hiểm chính là ở các em bé. Không biết người dân Tây Ban Nha có chút lo lắng nào không? Về phần mình, chúng tôi hết sức quan ngại cho sự an toàn của các em. Mặc dù những anh chàng hóa trang và nhảy qua người những em bé này đều được tuyển chọn theo tiêu chí cao, to, đen và không biết có hôi không. Tuy nhiên, do mọi chuyện đều có thể xảy ra nên chúng tôi vẫn hết sức quan ngại về vấn đề này. Lễ hội dùng vật thép, Nhật Bản. Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 4, mọi người lại đổ xô tới Kawasaki, Nhật Bản để tham dự lễ hội thần đạo Kamanara Matsuri, hay còn gọi là lễ hội của quý bằng thép. Người dân giúp một tượng dương mật khổng lồ Kimoshi diễu hành khắp các con phố trong suốt lễ hội. Du khách tham dự có thể mua quà lưu niệm hay thưởng thức những món ăn đặc biệt làm theo mô hình của quý. Nguồn gốc của lễ hội thú vị này bắt nguồn từ một truyền thuyết rằng có một con quỷ răng sắc nhọn đã nằm ẩn mình trong chỗ kín của một cô gái bán hoa nhưng không bán hoa. Và đã cắn nát dương vật của hai chàng trai trẻ trong hai đêm đồng phòng với cô gái này. Cô gái đã cầu xin người thợ rèn làm cho mình một chiếc dương vật bằng thép để bẻ gãy răng của con quỷ. Ngày nay, lễ hội dương vật thép được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quan hệ tình dục an toàn và gây quỹ từ thiện để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu cũng như phòng chống HIV/AIDS. Lễ hội ăn chay tại Thái Lan. Mới nghe tên hẳn các bạn sẽ thắc mắc. Lễ hội ăn chay thôi mà, có gì kinh dị hay kỳ quặc ở đấy? Thật vậy, cái tên lễ hội ăn chay quả thực khá lừa tình. Nếu các bạn đang tìm kiếm một lễ hội ăn chay theo đúng nghĩa đen thì có lẽ bạn sẽ không muốn đến đảo Phuket, Thái Lan. Sự thật là ngay từ những ngày đầu tiên của lễ hội này, du khách đã được chứng kiến những màn hành sắc rùng rợn, kinh dị. Những người tham gia hầu hết là đàn ông, độ tuổi từ vị thành niên, người già và đôi lúc có cả trẻ nhỏ. Sau khi nhịn ăn trong vài ngày, họ thực hiện các nghi thức hành sắc với mục đích cầu may mắn, sức khỏe và an lành cho bản thân và gia đình. Sử dụng những vật sắc nhọn như dao, kim, búa, rìu lần lượt xuyên qua mồm, miệng, phần trên mặt và cơ thể. Những tín đồ được gọi là lính của Phật tin tưởng rằng cơ thể càng chịu được nhiều đau đớn thì họ sẽ càng thành công trong cuộc sống và sự nghiệp. Chúng tôi thực sự không hiểu tại sao những màn hành sát ghê rợn này lại có thể mang lại may mắn và sức khỏe cho người sử dụng. Tuy nhiên, cũng xin nói thêm là không phải tự dưng mà những màn hành sát này tồn tại từ những năm 1800 đến tận bây giờ. Chắc hẳn phải có những điều kỳ bí hay bí mật gì đấy ẩn sau lễ hội này. Lễ hội quật mồ người chết. Trước hết, chúng tôi muốn xin lỗi các bạn vì đã giật tít hơi quá tay, đến mức cần giật tít. Lễ hội mà nghe tên đã rùng rợn này có tên là Shiva Kajan, là lễ hội truyền thống thường niên ở vùng Đông Bắc Ấn Độ.
Shiva Gaja được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh thần Shiva và đồng thời đánh dấu ngày kết thúc một năm theo lịch Bengali. Lễ chính của lễ hội này là các nghi thức hành xác mà khiến những người yếu tim phải hoảng hốt, như đóng đinh cơ thể lên cọc, xuyên thép qua lưỡi hay móc thép vào da. Tuy nhiên, màn rùng rợn nhất trong lễ hội này là màn dành cho người chết. Các gia đình sẽ làm lễ gọi hồn người đã khuất để trò chuyện. Người ta quật mồ người chết, xách chiếc đầu lâu lên để con cháu được chiêm ngưỡng. Sau đó, người ta trang điểm cho đầu lâu bằng màu vẽ, vòng hoa và xách đầu lâu người chết tham gia lễ hội. Nếu như ở những nơi khác, thì đây thực sự là hành động man dợ, xâm phạm không gian yên bình của người đã khuất. Tuy nhiên, với những người theo đạo Hindu thì hành động này lại giúp gắn kết các thành viên trong gia đình với tổ tiên, thần linh. Đến ngày hội Shiva Gajan, những nghĩa trang ở đông bắc Ấn Độ lại bị tan hoa bởi các gia đình thi nhau đào bới mồ mả đem đầu lâu người chết lên dương thế. Kết thúc lễ hội, họ lại chôn cất đầu lâu tử tế, đợi đến năm sau lại đào lên. Trên đây là danh sách top 5 lễ hội kỳ quặc và kỳ dị nhất thế giới. Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên subscribe để xem những video mới nhất trên channel của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Và tất nhiên, ẩm thực Nhật Bản cũng khiến chúng ta nổi da gà y những bộ phim ma của họ. Odoridon là một món ăn nổi tiếng mà không dành cho người yêu bóng vía. Món mì kỳ dị này có đặt một con mực vẫn còn sống đang ngoe ngoải trên những cọng mì. Bạn sẽ được cảm nghiệm đôi xúc tu vẫn còn ngoe ngoải ấy trước khi vội vã và run sợ bỏ chúng vào miệng. Nhai ngấu nghiến nhất có thể vì sợ đốt.